nó tan. Còn cái này là mozzarella pizza tại gốc của Ý, còn nếu không có thì mình sử dụng cái phô ma bào cũng được. Dầu olive. Đây là cái dạng cà chua sấy khô, và còn nếu sử dụng cà chua xay thì mọi người nêm thêm muối cho nó đậm, từ 100 đến 200 độ C tùy theo cái lò của mọi người, để cho cái phần bánh ở dưới nó cháy và nó sẽ giống như là rau quế, rau mùi của Việt Nam vậy, nhưng mình không sử dụng tại vì con. Giờ mình sẽ cắt cái sosis khô hizo này ra thành từng lát mỏng, bỏ ra tại mình thấy nó dai. Cắt lát cái sosis là cà chua khô, nó có muối trong đó nên nó đã mặn nha. Cho lò nướng nha, thấy bánh nó vừa phồng lên, nó cứng là được rồi. Ở đây là mình sử dụng 2 muỗng canh, và sau đó thì bắt đầu xếp sosis khô hizo. Muốn ăn nhiều ăn ít thì để nhiều ít. Rồi có thể bỏ thêm nấm chuông vô nữa, hành tây, tại con trai mình nó không thích ăn cà chua sấy khô. Và sau đó thì mình có thể cái phô mai vào lên, rải đều hết tầng dưới cùng. Khi nào phô mai nó chảy ra thì mình mới để lên tầng trên cùng. Đó, mình để tầng dưới cùng nha. Đây, đây mọi người thấy không? Và đấy là thành phẩm bánh pizza. Với thể thêm quả ô liu và thêm rau ngọt. Ở đây là mình cắt cái miếng bánh ra để cho mọi người coi nha. Có vị cay rồi nên đừng có cho ớt vô nha. Còn nếu mà ai thích sắc tiêu thôi. Chào.